Hello everybody, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Thì ngày hôm nay là một ngày thứ tư, lần thứ tư là lại birthday của Mỹ Vân. Như là Mỹ Vân nói là birthday nguyên một tháng luôn chứ không phải là tuần hay là ngày nữa. Thì hôm nay Mỹ Vân cùng với một số anh chị em đi lên một cái tàu rất là đẹp. Và câu cua này, câu cá này, rồi có nhiều chương trình lắm ở trên tàu. Nên là các bạn đi cùng với Mỹ Vân nha, để mình xem hôm nay có những cái chương trình gì ở trên tàu ha. Và trước khi mà đi cùng Mỹ Vân thì các bạn nhớ subscribe cho Mỹ Vân nha. Đó là cũng là một cái món quà để mà tặng birthday cho Mỹ Vân. Ok, bây giờ mình đi ha các bạn. Let's go. Các bạn nhìn thấy một cái tàu nó vô cùng là đẹp luôn nè. Đó, thấy không? Một xíu nữa thì mình sẽ đi ra một cái khúc đó để mình đi lên tàu ha các bạn. Các bạn nhìn thấy là đây là nguyên một cái cảnh biển này. Ở đằng sau Mỹ Vân đó là Granville Island, rất là đẹp. Thì chuẩn bị đi xuống. Hôm nay có rất là nhiều chương trình, như các bạn có câu cua này, rồi tắm biển này. Có rất là nhiều các bạn mặc bikini so beautiful. Nên là khi mà các bạn xem video đừng rời màn hình nha, cố xem đến cuối chương trình. Có rất là nhiều chương trình như hôm nay. Ok, và các bạn nhìn thấy không? Và bây giờ tàu đã bắt đầu neo ra ngoài khơi rồi các bạn. Thì các bạn thấy một cái view nó vẫn còn ở Granville Island, so beautiful phải không các bạn? Hôm nay thì Selena các bạn thấy thế nào ạ? Quá mập không các bạn? Sau một thời gian Covid và vì nguyên một tháng birthday cho nên birthday Mỹ Vân và Selena đăng ký thì các bạn hiểu rồi đấy nhá. Happy birthday chị, chúc chị luôn luôn xinh đẹp và như thế này mãi nhé. Và chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công trên đường trong cuộc sống hả? Cuộc sống của chị. Ok, cảm ơn bé rất là nhiều. Và bé thì chị cũng chúc cho bé là luôn luôn xinh đẹp nha. Mãi mãi là hoa trong lòng chị và tất cả mọi người luôn. Xin chào okay. Mọi người. Trời ơi, đẹp lắm thì, các bạn nhìn thấy không? Xong rồi. Cái cảnh này so beautiful luôn. Quá trời luôn này. So beautiful. I like it. Đẹp quá trời luôn. Hôm nay thời tiết Vancouver nó không được ấm như mọi ngày. Nhưng mà cũng lucky, mấy bạn tưởng là hôm nay trời mưa mà hóa ra là cũng có nắng. Mình có nghĩa là mình ở hiền gặp lành phải không các bạn? Và các bạn nhìn thấy không? Selena sẽ mặc bikini nha, các bạn chờ nhé. Các bạn nếu mà ai mà muốn Mỹ Vân mặc bikini thì cứ thả tim thả la đi nha, mình sẽ làm được nhìn thấy. Ok. Wow, sô gió I'm
Ừ, nó còn bê bội kìa. Wow, 2, 4, 6 con luôn. Quá. Con bắt được không kìa? Con bắt con được không? Không biết bắt cho cắp đấy. Tắt đi xem, không tắt lửa đấy. Ngon lắm, ngon lắm. Tình hình là uống không biết bao nhiêu chai rượu rồi. Mà hôm nay Mỹ Vân lại không uống rượu. Cái gì rượu uống hết rượu ngon rồi, cái rượu này miếng cưỡng phải uống thôi. Miếng cưỡng rượu hết rượu rồi, hết rượu ngon rồi. Dạ, anh nói được. Không mai bút. Rượu trong anh mở thôi, còn rót rồi với em. Nào, uống hết rượu thôi nha. Được mấy vàng hỏi Monica ơi. Được. Ăn uống này. Wow. Cái nắp đâu rồi? Được mấy con này. Đây này. Wow. Bên làm dễ hơn. Chị đã kém kêu mẹ cái thằng bắt cua các bạn không ấy. Cái tàu nó bị móc vào. Cái lồng cua nó móc vào cái chân của mình. Anh ơi, anh chạy về bến đi, em gọi thằng con nó xuống nó nặng nó cắt. Bắt đầu đấy. Dạ. Nè, hai cái chưa? Chưa em á. Cua mới nên là cua rất là ngọt. Anh cho em mua mỡ rồi. Anh biết mỡ cho em. Bồng bềnh, một đèo rồi lại một đèo. Nghe. Chùn chân mỏi gối vẫn muốn trèo. Phải anh. Hả? Nhưng mà một điều rất là quan trọng nha. Khen ai khéo tả cảnh treo leo. Hồ Xuân Hương giếng thâu sâu thăm thẳm đến nhà ông. Cầu trắng phao phao đôi ván ghép. Mùa hè hay hay gió lồng đông. Gió lồng đông hả? Thiếu nữ làm chơi quá giấc lòng. Quá giấc lòng. Lược trúc lòng cài trên mái tóc. Yếm đào trễ xuống dưới nương nông. Dùng rằng quân tử đi chẳng dứt. Đi thì cũng dở, ở không trong. Và đấy là thiếu nữ như vậy đấy. Được rồi. Nuốt đi rồi em cho anh một cái nước suối. Từ đây anh đậu xong các bạn anh xin là không cần mình không cần đậu người ta. Có phải hôm nay là cuối tuần anh chỉ cho mình không? Trở lại để mướn người thợ lặn xuống. Các bạn nhìn thấy cái anh thợ lặn này đó, thợ lặn phải mướn thợ lặn xuống để cắt cái dây ra vì là cái máy nó không có chạy. Các bạn
bạn nhìn thấy anh người nhà. Anh làm ngay làm thơ ngay bên ngay ở đây đấy, không phải là không phải là chép đọc, không phải là ngâm thơ đâu. Đó, ông ấy chuẩn bị nhảy xuống. Để bắt đầu ông nhảy xuống. Rồi, mất tiêu rồi, không thấy nữa rồi. Yeah. This side. Đó, các bạn nhìn thấy anh thợ lặn không? Dạ. Ok. Mớn hẳn một anh thợ lặn hơn nữa. Dạ. Ok. Yeah. Oh, ông đi rồi. Không không sao đâu, không sao đâu. Cái này nó chỉ tạo là nó chỉ tốt việc. Oh, yeah. Wow, lo sợ. Good. Everything done? Cái này là cái cú rồi. Không. You want drink some whiskey? Cái này đâu? Hi, two whiskey. Yeah. Ông lên rồi đó. Chơi. Yeah, ông ấy lên đây rồi. Thank you. Nhìn thấy ông thợ lặn. Yeah, that's right. Yeah. Okay. Cool. So cool. Yep. Yes, sir. Yeah. Yes, in a second, that'd be just awesome. Yeah, pinch that with the fist. Yeah, perfect. Yes. Wow. Nice. Okay. Anything else? No. A whiskey. Some I got you a whiskey. Macallan, it's good stuff. Today is my birthday. Is it? Yeah, that's her birthday. You take her out. Yeah. Happy birthday. You got a birthday girl here. No, I'm Ben. Nice to meet you. Steven. Nice to meet you. Yes. She's a Miss Vietnam. Miss Vietnam. Miss Vietnam. Oh, shit. It's okay, it's okay. Good. Mình bị bể đúng không? Đâu bể đâu. Mình bể đâu rồi, mình làm sao? Anh làm sao nó tự dưng chết máy phải không? Sorry about that. Sorry. What's the name of your vessel? Tờ lách vào đi. Tờ lách vào đi. Tờ lách vào đi. Sorry about that. Chờ đi anh ơi. Nó phải giải quyết xe đấy. Vậy nó giống như tai nạn xe. Giống tai nạn xe đó. Nó chụp lại. Chờ đi anh ơi, chờ đi. Nó chụp lại đó, chị văng luôn cái bắt ba nữa. Chị hay quá. Accident quá các bạn ơi, bị dối cái chân vịt rồi sau đó là bị đụng tàu nữa. Oh my god, a lot of cái view đẹp quá ha các bạn.
sau khi mà đã mướn thợ lặn xuống để mà tháo những cái dây ở dưới cái bánh răng ra thì chúng tôi lại tiếp tục ra khơi. Phải nói là ở Vancouver là Mỹ Vân thấy cái bến tàu của Granville Island này nó là đẹp nhất luôn ở Vancouver. Wow, xin các bạn nhìn thấy này, các bạn nhìn sau lưng Mỹ Vân này. Mỹ Vân đã nhiều lần ăn ở cái chuyến nhà hàng này rồi. Đó. Hôm nay lo ăn lo chơi quá, không có quay được phim nhiều đó các bạn. Cho nên là thôi ngắm cảnh là chính đi ha. Các bạn nhìn thấy không, quá đẹp ha. Bên kia cũng đẹp lắm nha. Mỹ Vân quay lại cho các bạn xem này. Đó, xa xa rất là đông. Bây giờ thì cả nhóm lại đi ra ngoài giữa biển để neo tàu và chơi ở ngoài đó. Sinh nhật của Cường đâu mà đơn giản vậy? Đây là quả voi. Đúng vậy. Ồ, cái này nó nằm. Đúng anh Cường. Thế còn cái này không phải thịt của lắm, thịt con khác. Thịt là không phải voi, không phải voi như lắm. Thịt chú nói đó. Hèn chi bộ con ốc bự như này thì ăn một con ốc này lo lắm. Ồ. Nó thấy cái dây nó nổi là nó clean đi đấy thôi. À, nó clean, nó bớt lên. Đoạn biển như thằng này nó dành hết mà. Không ai người ta lấy đâu, em biết mà. Không, chắc chưa tìm thấy rồi. Nhưng mà là cái dây chìm ấy thì có khi nó không dẹp. Ôi, cố. Lói cái dây nó cứ nổi lên bèo. Không có thuyền. Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà có tìm lắm. Sườn, ổ hoa. Có thuyền. Thế. Làm người cua ba mấy năm rồi. Ừ. Hôm nay bé chị đang quay. Tôm hả? Cá nó lớn với tôm sao ạ? Đây là một món mới nha, tôm với cá.